dù là một trong những loài động vật đứng đầu trong tháp thức ăn ở Amazon, nhưng chú trăn Anaconda vẫn không có cơ hội sống sót nào khi đối mặt với con báo đốm. Trong rừng rậm Amazon, trăn Anaconda được biết đến là một trong những loài động vật nguy hiểm nhất. Với chiều dài có thể lên tới 7 mét và nặng khoảng 150 kg, chúng đủ sức giết chết lợn rừng, linh dương hoặc cá sấu để làm thức ăn. Tuy nhiên, khi chưa tới tuổi trưởng thành và có thể hình đáng sợ kể trên thì trăn Anaconda vẫn có thể trở thành con mồi của nhiều loài động vật khác. Trong đó có báo đốm, loài động vật được mệnh danh là tử thần vùng Amazon. Báo đốm, hay còn được gọi là jaguar, là một loài báo có sức mạnh và tài săn mồi tốt trong môi trường rừng nhiệt đới, bao gồm cả khu vực Amazon. Chúng là loài săn mồi cực kỳ tài ba và có thể săn bắt nhiều loại động vật khác nhau. Báo đốm có khả năng săn mồi rất tốt, chúng có thể săn bắt và tiêu diệt các loại động vật có độc tố bao gồm cả những loài rắn độc như rắn hổ mang hay rắn boa. Đặc biệt là những con có kích thước nhỏ và dễ bắt như các loại động vật nhỏ, đôi lúc là trăn Anaconda. Trong video này, ta thấy con báo đốm đã dễ dàng tóm gọn chú trăn Anaconda chưa trưởng thành. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, con mèo lớn đã khiến đối thủ bị thương nặng rồi kéo con mồi vào rừng để ăn thịt.